Vâng ạ, chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình live stream với chủ đề du lịch bằng xe đạp, tiềm năng còn bỏ ngỏ. Buổi trò chuyện hôm nay đang được live stream trên fanpage của Sài Gòn Tip. Chương trình có sự đồng hành của đài VTC News và đài truyền hình Hậu Giang qua việc phát trực tiếp trên fanpage của các đài. Tham gia chương trình hôm nay, tôi xin được giới thiệu anh Trần Văn Đản, là chuyên gia xây dựng, thiết kế và tổ chức tour du lịch tại Hà Nội. Chào mọi người. Anh Hàng Minh Thái, giám đốc công ty du lịch Mr. Biker Sài Gòn. Xin chào. Và anh Huỳnh Quyết Thắng là đại diện của Cào Cào Adventure Club, chuyên gia xây dựng, thiết kế và tổ chức tour xe đạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay sẽ được dẫn chuyện bởi chị chị là chuyên gia trong xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. Và tôi là người nắm biết viên của Sài Gòn Tiếp Thị cũng có mặt trong buổi việc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mặc dù ngành du lịch cả trên thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do những biến đổi của đại dịch COVID-19, tuy nhiên các chuyên gia du lịch vẫn dự đoán rằng khi dịch được kiểm soát thì nhu cầu du lịch của vẫn không thay đổi nhiều, nhưng mà xu hướng đi du lịch thì có nhiều thay đổi. Theo đó thì du khách sẽ hướng tới những hình ảnh du lịch có chiều hướng thiên về chăm sóc sức khỏe, phát triển tinh thần và thể lực, những cái đường tour thân thiện với môi trường và ưu tiên cho thị trường nội địa. Trong đó thì du lịch bằng xe đạp sẽ được xem là một trong những cái loại hình thu hút khách trong thời gian tới. Cũng phải nói thêm rằng thì cái hình thức du lịch bằng xe đạp không phải là loại hình du lịch mới lạ, nó khá phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam thì cũng đã xuất hiện từ những năm 90. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian qua thì loại hình du lịch bằng xe đạp chủ yếu phục vụ cho nhóm khách quốc tế tới Việt Nam nhiều hơn là phục vụ cho thị trường nội địa. Trong cái bối cảnh du lịch như hiện nay thì khi mà thị trường khách quốc tế chưa thể vào Việt Nam thì nguồn khách nội địa đang là cứu cánh duy nhất cho các hãng lữ hành trong nước. Cùng với xu hướng du lịch thiên về chăm sóc sức khỏe, phát triển tinh thần và thể lực thì hình thức du lịch bằng xe đạp sẽ là thị trường ngách đầy tiềm năng và mở ra cơ hội lớn đối với du lịch Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời và chị sẽ cùng bắt đầu nội dung của buổi livestream ngày hôm nay. Xin được mời chị Yến Ly ạ. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Chat cùng doanh nhân do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức trên trang fanpage của báo Sài Gòn Tiếp Thị và trang fanpage của sáng kiến điểm đến an toàn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là du lịch bằng xe đạp, tiềm năng còn bỏ ngỏ. Kính thưa quý vị, như anh Nam của báo Sài Gòn Tiếp Thị vừa mới chia sẻ là mặc dù ngành du lịch của chúng ta ở trên thế giới cũng như là trong nước vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Nhưng mà thấy rõ rằng các chuyên gia quốc tế và thậm chí tại Việt Nam đã dự đoán rằng nhu cầu của khách về du lịch là không thay đổi và mọi người đang rất là mong chờ ngày du lịch phục hồi trở lại. Tất nhiên là khi mà du lịch có phục hồi thì do những cái điều kiện bình thường mới mà chúng ta hay thường nghe nói gần đây, thì rõ ràng trong lúc sống chung với bệnh dịch COVID-19 thì chắc chắn rằng nhu cầu của du khách sẽ phải thay đổi. Họ sẽ thiên về với môi trường, với sức khỏe, với thể lực, với tinh thần. Và trước mắt là chúng ta phải tiếp đón ngành thị trường nội địa trước khi mà mở cửa đi đón du khách quốc tế. Như vậy thì cái du lịch bằng xe đạp á, đã có rất nhiều cái yếu tố để phù hợp với cái mong muốn mới của du khách. Và vì như vậy thì du lịch bằng xe đạp chắc chắn sẽ trở thành một cái xu hướng mới nổi bật trên thế giới trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, thì những cái chuyên trang mà du lịch của báo quốc tế đều đánh giá rằng là cái du lịch bằng xe đạp đang là cái xu hướng nở rộ năm 2021 này. Có nghĩa là ngay trong những lúc dịch bệnh đang hoành hành, và thậm chí xu hướng này có thể kéo dài đến 2022 và nhiều năm sau đó nữa. Và còn hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và trò chuyện với các doanh nhân du lịch, những người đam mê rong ruổi trên những hành trình bằng xe đạp, và họ lại chọn cái thị trường ngách, có nghĩa là cái thị trường nhỏ tại Việt Nam. Nhưng mà xin bật mí với quý vị rằng không phải là thị trường ngách ở du lịch thế giới đâu, thưa quý vị. Làm cái sản phẩm chủ đạo của công ty mình
và hoặc là cho cá nhân của họ. Thì như vậy thì xin mời quý vị hãy cùng nghe họ chia sẻ về việc xây dựng và khai thác thành công cái sản phẩm du lịch này trong nhiều năm qua, và cùng trao đổi sâu hơn về các cơ hội và tiềm năng của du lịch bằng xe đạp ở Việt Nam quý vị nhé. Dạ xin chào khách mời đến từ Hà Nội, anh Đảng, anh Hàng Minh Thái và bạn Thắng từ khu vực phía Nam ạ. Dạ xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Ly, cảm ơn chị và báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là chúng tôi có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm, những cái truyền được những cái đam mê về xe đạp của mình đến với càng nhiều người nhất có thể, và hy vọng một ngày nào đấy du lịch Việt Nam nói chung và xe đạp nói riêng sẽ phát triển không chỉ cho những khách quốc tế mà còn càng nhiều người Việt Nam đi du lịch bằng xe đạp. Dạ vâng, mở đầu cuộc giao lưu thì thực sự thì nghe các chuyên gia người ta nói về xu hướng trên thế giới, rồi cũng nhìn thấy Hà Nội mấy ngày hôm nay ở Hồ Gươm người ta đã bắt đầu buổi sáng sớm có nhóm người tập thể dục, nhưng mà cũng có cái nhóm đi xe đạp vòng vòng rồi. Như vậy thì bây giờ Ly cũng rất là mong là ba bạn trẻ, ba vị là bật mí cho quý khán thính giả được biết rằng điều gì khiến các bạn cảm thấy tâm đắc nhất khi đam mê rong ruổi khắp nơi trên chuyến xe đạp và chuyến hành trình bằng xe đạp, và các bạn lại chọn cái loại hình này để làm cái sản phẩm kinh doanh của công ty mình. Anh có lẽ là anh Đảm ưu tiên cho khách mời từ Hà Nội nhé. Vâng, cảm ơn chị. Xin chào tất cả quý khán giả đang xem livestream và độc giả của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Xin chào tất cả mọi người. Thực ra thì nói về xe đạp ấy thì nó gắn liền với tuổi thơ của tất cả mọi người. Nếu mà cái phương tiện đầu tiên của mọi người tiếp cận đấy là cái xe đạp, cho nên là cái này nó không phải là hình thức mới, nhưng mà bởi vì là gần đây thì cái cuộc sống hiện đại ấy, và đô thị hóa thì càng ít người sẽ có cơ hội tiếp cận với cái loại hình dịch vụ này. Nhưng mà với anh em chúng tôi ấy, tôi nói riêng và anh em nói chung thì là có một cái rất là có một cái niềm đam mê về xe đạp. Từ nhỏ đã đạp xe rong ruổi rồi, thì nó là cái sở thích đầu tiên là cái sở thích của mình. Sau khi đấy thì cũng may mắn là được làm trong nghề du lịch và được đi nhiều nơi, rồi tiếp xúc với nhiều những cái khách ở trên thế giới, và được thấy cái xe đạp là một cái hình thức du lịch rất là thân thiện với môi trường, rồi tiếp cận được với văn hóa bản địa một cách dễ dàng và nâng cao sức khỏe. Chính vì thế mà chúng tôi nhìn thấy đây là một cái thị trường rất là tiềm năng. Ngoài cái đam mê và cái tiềm năng như thế, cho nên chúng tôi quyết định là đi sâu vào cái lĩnh vực xe đạp này, và chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất là hài lòng và rất là vui khi được làm cái công việc yêu thích của mình, nhất là được ngồi trên xe đạp rong ruổi mọi miền của Tổ quốc. Thì tôi xin chia sẻ thêm là người còn bé tôi rất thích đạp xe đi chơi, và nhà tôi cách Chùa Keo ở Thái Bình khoảng 26 cây, thì năm nào tôi cũng phải đạp xe đi hộ Chùa Keo một lần, mặc dù là đường xấu rồi xe thì không đúng sai, nhưng mà năm nào cũng phải đi vừa về khoảng 50 cây, và đi về thì đau ê ẩm hết cả người lên, nhưng mà vẫn năm nào cũng phải đi và bằng xe đạp. Thực ra ngày xưa thì cũng không còn những nhiều phương tiện như bây giờ, nhưng mà cái đấy là cái xe đạp, nhưng mà ngoài cái chuyện mà đấy là phương tiện, còn cái niềm vui nữa. Sau khi lớn lên thì đi sinh viên thì cũng anh em bạn bè tổ chức đi picnic ở những nơi quanh Hà Nội như Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, rồi một số những cái điểm lân cận nữa như Cổ Loa, thì cũng chỉ đi chơi thôi, chứ không chưa có cái khái niệm gì về tour xe đạp cả. Ngày xưa nó đấy nó chỉ là một cái phương tiện. Thế thì tôi đã từng làm du lịch và làm hướng dẫn viên, rồi về làm điều hành ở văn phòng cho một công ty du lịch lớn là Exo Travel. Sau khi đấy may mắn thì được sang phòng Adventure và tổ chức những cái tour xe đạp, những tour mạo hiểm, trong đó có xe đạp. Thì lần đầu tiên được công ty tổ chức
cho một cái chuyến outing day picnic ở trên Lương Sơn, có được mời một cái anh về chuyên gia về xe đạp là mechanic cho công ty, là anh ấy là trước đây là vận động viên và huấn luyện viên xe đạp, anh Trung. Đấy là anh ấy mới giới thiệu cho về xe đạp địa hình như thế nào, cách đi ra làm sao, rồi sau cái đấy thì về thì cảm thấy rất là hào hứng với những cái chuyến đi bằng xe đạp địa hình, nó giúp cho mình đi được xa hơn, giúp cho mình khám phá được nhiều hơn và được trải nghiệm được nhiều hơn. Đấy là cái đầu tiên là đi và cái xe đạp địa hình như thế. Sau khi đấy thì làm cho công ty thì đôi thỉnh thoảng có những cái cơ hội trải nghiệm cùng với anh em đi thì lần đầu tiên tôi được đi là đằng sau những cái làng mạc, những cái lũy tre, những cái con sông như thế có những cái gì, và tôi hiểu là cái xe đạp là cái hình thức tốt nhất để có thể mình khám phá được, bởi vì nó vừa cơ động này, nó vừa nhẹ nhàng, rồi nó cả mình tiếp cận với những người địa phương rất là dễ, thay vì mình đi xe máy hoặc đi ô tô thì xe đạp tôi thấy là tiếp cận với người địa phương rất là thân thiện, nên khi thấy người đi xe đạp đi qua. Rồi sau đấy thì tôi nhìn thấy có một cái lượng khách du lịch mà muốn đi xe đạp nhưng mà không có nhiều thời gian, hoặc là sức khỏe người ta không đủ để người ta đi những tour dài, thì công ty của tôi là chuyên làm những cái tour rất là dài từ Sài Gòn ra Hà Nội khoảng tầm 2 tuần, và những cái tour Đông Bắc hoặc Tây Bắc hoặc là thì đòi hỏi thời gian rồi đòi hỏi thể lực. Thế thì tôi nhìn thấy một cái lượng khách không nhỏ là muốn trải nghiệm những cái tour xe đạp ngắn ngày như là nửa ngày hoặc là một ngày, và có nhiều cơ hội để giao lưu với người địa phương và tìm hiểu văn hóa địa phương cũng như ẩm thực địa phương. Thế tôi quyết định là đi sang một cái hướng nhỏ là chuyên tìm những cái cung xe đạp ngắn và đặc thù xung quanh Hà Nội để tổ chức cho công ty tôi đang làm việc nói riêng và một số công ty lữ hành ở Hà Nội nói riêng. Đấy là cái lý do tại sao mà tôi lựa chọn cái công việc này, và tôi cảm thấy rất vui khi mà mình mỗi lần mình được ngồi trên xe đạp và được đưa những đoàn khách đến tham quan những cái nơi mà vừa là đẹp, vừa là mang nhiều văn hóa địa phương, và sau cái tour đấy thì thường là tất cả các khách đều rất hài lòng. Dạ, vâng, có nghĩa rằng là với cái du lịch bằng xe đạp thì thứ nhất là anh đã được khám phá, được trải nghiệm nhiều hơn với những cái hành trình của mình. Rồi sau đó thì anh lại đem được tất cả cái tình yêu quê hương đất nước đó anh giới thiệu cho bạn bè quốc tế, cũng như là giúp cho những người du lịch Việt Nam mình tìm hiểu thêm về đất nước của mình, đúng không ạ? Vâng, thì rồi. Cái đó là cái điều rất là hay, tâm đắc, dễ thương để mà chúng ta có thể phát triển cái loại hình du lịch bằng xe đạp này. Và còn anh Thái thì sao ạ? Anh Thái thì xin nói thêm với quý vị khán giả, thì anh Thái đã được có một cái nickname và cũng được rất nhiều bạn bè và trên cái giới du lịch và ở bên ngoài gọi là Mr. Thái Biker, có nghĩa là Thái đi xe đạp. Thì có nghĩa là cái anh Thái nổi tiếng ở trong cái khu vực, nhất là khu vực miền Nam, về cái loại hình du lịch xe đạp này. Vậy anh Thái thì sao ạ? Những gì làm anh cho tâm đắc với cái xe đạp và du lịch bằng xe đạp? Dạ, xin chào tất cả mọi người, chào Chiến Ly và
tất cả các bạn. Thật sự thì anh Đảng anh đã chia sẻ gần như là bao quát gần hết rồi, thì Thái có những cái suy nghĩ riêng để nói thêm thôi, tại vì nói lại thì nó sẽ bị lặp lại. Thì ví dụ như các bạn đi du lịch bằng xe ô tô đi, thì khi mà các bạn trên đường thì cái tầm nhìn của mình nó sẽ hạn chế một tí, nhưng mà xe đạp thì cái tầm nhìn mình gần như nó bao quát hết. Thêm một cái ý nữa là khi mà đi xe đạp á, thì mỗi một vùng miền nó sẽ có những cái mùi vị riêng, và gần như là đi tour xe đạp mới cảm nhận được cái mùi vị trên một cái cung đường tour. Nó cũng là một cái gì đó nó làm cho mình có cái sự trải nghiệm và cảm giác rất khó quên. Còn với vai trò là đơn vị tổ chức á, thì nó sẽ trải nghiệm hơi khác một tí so với cái tour bình thường. Tại vì khi mà mình là đơn vị tổ chức, khi mà mình gặp khách á, thì gần như là mình cảm thấy khách với lại mình á, là nó có một cái cùng sở thích và cùng cái đam mê. Cho nên mà khi mà gặp khách, khi mà đón khách vào từ sân bay, dẫn khách đi thử xe đạp, thì mình thấy rất là thân thiết, giống như là mình dẫn một người bạn ở phương xa đi chơi. Lúc đó nó không còn là hướng dẫn viên và khách du lịch quốc tế nữa, mà nó gần như là những người bạn phương xa, những người có cùng sở thích, cùng đam mê. Khi mà mình thỏa mãn được những cái nhu cầu đó và cái mình cung cấp cho khách được á, là nó những cái trải nghiệm gần như là bình dị nhất của Việt Nam. Dĩ nhiên nếu mà đi đi du lịch thì thường là những cái tour bình thường hay gọi là tour classic, thì mình sẽ dẫn khách đến những cái nơi đặc trưng nhất. Mình sẽ tạm thời mình sẽ không có chỉ cho khách coi những cái gì nó thực tế nhất. Nhưng mà xe đạp thì trên cả một cái quá trình là những cái gì thực tế nhất của Việt Nam là khách cảm nhận được. Mình không thể nào mà gom chỉ là chỉ cho khách tất cả những cái đẹp nhất, mà nó có những cái gọi là nó rất là Việt Nam. Thì khách là cực kỳ thích cái chỗ đó. Cho nên đó cũng là một cái sự khác biệt trong cái tour xe đạp và một cái tour thường. Còn cái lý do mà mình chọn cái loại hình kinh doanh sản phẩm xe đạp này làm cái loại hình kinh doanh chủ lực, thì nó là một cái duyên. Mình sẽ bắt đầu từ năm 2014. Lúc đó là mình đi hướng dẫn viên tour xe đạp cũng được vài năm rồi. Thì có một cái đoàn mình đi đa quốc tịch, đi xuyên Việt. Thì khi mà đi cùng với nhau khoảng 10 ngày, thì có một cái gia đình người Úc, họ rất là quan tâm. Họ cũng hay nói chuyện riêng với mình. Thì họ hỏi là hiện nay thì mình làm được bao nhiêu năm rồi, và mình có dự định gì cho tương lai hay không. Thì mình nói với khách là mình rất là thích xe đạp này, và bản thân mình cũng đã để dành tiền để mua được, để dành ở nhà thôi, 10 chiếc xe đạp. Mình để dành xe đạp này tại vì mình rất là mê xe đạp, và mình cảm thấy là vào cái mùa cao điểm á, thì thường là có những khách lẻ họ không tìm ra được xe đạp để mà họ tham gia tour. Thì mình có để dành tiền để mua được 10 chiếc. Thì mình có kể những câu chuyện này với đoàn gia đình đó. Và lúc đó thì mình cũng rất là thích xe đạp, và mình cũng thực hiện theo ý tưởng của khách. Tức là mình thiết kế ra một cái trang phục xe đạp mà nó rất là Việt Nam. Tại vì khi mà mình đi xuyên Việt như vậy, thì đôi lúc khách họ cần những cái sản phẩm lưu niệm. Giống như họ đi 15, 17 ngày ở Việt Nam, thì họ muốn có một cái quà lưu niệm gì đó, mà khi mà nhìn vào đó thì họ nhớ tới Việt Nam. Và họ nói với mình là nên thiết kế một cái áo xe đạp có chữ Việt Nam trong đó, và họ muốn mang về quê. Thì trong chuyến đó mình đáp ứng được nhu cầu này. Và sau đó là khách họ về thì họ gửi cho mình một cái email. Họ hỏi mình là bây giờ mình đang làm hướng dẫn viên như vậy, thì 10 chiếc xe đạp đó mình xử lý như thế nào khi mà có người thuê hay là người sử dụng. Thì mình nói là mình cũng mang công việc về cũng hơi nhiều cho bà xã ở nhà. Bà xã ở nhà thì cũng hơi khó khăn khi mà vệ sinh những xe đạp đó hay là đi giao xe đạp. Thì khách nói, khách có ý tưởng là bây giờ khách sẽ ủng hộ bằng tinh thần và một chút xíu hiện kim đối với mình. Thế nghĩa là khách hỏi là nếu mà một cái nhân viên và một cái kho xe đạp trong một tháng sẽ tốn hết bao nhiêu tiền, và khách ủng hộ mình để làm cái chuyện này. Cứ đều như vậy trong 2 năm, thì khách mỗi tháng cứ gửi cho mình $500 để mình
thử cái loại hình này. Và sau 2 năm, tức là 2016 thì mình đã giành được 50 chiếc xe đạp. Và trong khi đó thì mình cảm thấy là thị trường và nó cần. Thì lúc đó trên thị trường cũng rất là nhiều những cái đơn vị cung cấp xe đạp hàng đầu của thế giới họ qua Việt Nam để họ mở rộng thị trường, và mình cũng tìm đến họ. Và từ đó thì 2016 thì mình chính thức thành lập Mr. Biker Sài Gòn. Và lúc đó là mình chọn cái ngành kinh doanh xe đạp và cung cấp ra thị trường những công ty du lịch khác, những cái xe đạp cho thuê hay là tất tần tật những cái dịch vụ mà liên quan tới tour xe đạp. Cái đó là cũng là một cái duyên. Và mình đã chọn cái ngành này là cái ngành chủ lực để mình kinh doanh. Dạ, vậy bắt đầu từ những cái đam mê riêng của mình, và rõ ràng là như vậy thì là thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng không anh Thái? Rất là vừa may mắn, nhưng mà cũng không phải nói rằng là nếu không có đam mê thì cái sự may mắn nó không thể đến với mình được. Và vâng, thì sau đó thì bây giờ thì đã đến bạn Thắng nhé. Thì xin giới thiệu một chút xíu là bạn Thắng là có lẽ là bạn trẻ nhất ở trong các cái chuyên gia khách mời ngày hôm nay. Thì bạn Thắng là đã có chuyển hướng rất là nhanh khi mà dịch Covid nó xảy ra. Thì mỗi lần như vậy mà chúng ta kiểm soát trong các đợt dịch trước mà kiểm soát được dịch bệnh á, thì thị trường du lịch nội địa nó có trở lại, thì bạn Thắng đã nhanh chóng tiếp cận cái nguồn khách này và thay đổi cái việc là đã giới thiệu các cái sản phẩm tour du lịch xe đạp này đến gần hơn với lại du khách Việt Nam, mà cụ thể là những du khách trong khu vực miền Nam. Và chị cũng như khán giả chắc cũng thắc mắc lắm, thì nghe nói rằng là em là đại diện của câu lạc bộ xe đạp Cào Cào Adventure. Vậy thì em có thể nói tại sao, trước tiên bạn chia sẻ những cái tâm đắc của mình, tại sao lại chọn cái loại hình du lịch xe đạp để kinh doanh đó. Thì Thắng có thể nói cho mọi người nghe là tại sao cái câu lạc bộ của mình có cái tên đó là lạ như vậy. Và em có thể giới thiệu kỹ hơn về câu lạc bộ của mình nhé. Cảm ơn chị Lị. Xin chào tất cả mọi người. Em xin phép về cái chia sẻ về cái nhân duyên mà lựa chọn cái công việc này, thì cũng đa số cũng giống như các anh chị, các hai anh ở đây, là làm xe đạp gắn bó từ nhỏ, và lớn lên thì khi đi làm nghề thì có một vài chuyến đi đạp xe ngắn trong các tour, và dần dần cảm thấy rất là thích. Và sau đó thì có những cái offer từ các công ty thì em đã chọn cái nghề này và gắn bó với nó, và quyết định gắn bó với nó là em luôn cảm thấy rất là vui. Rất là hạnh phúc khi mà đi những tour với những du khách như vậy, tại vì họ có cùng quan điểm với mình, cùng lý tưởng sống, và họ là những người đi xe đạp, những người đi ra ngoài, nên họ rất là cởi mở và họ rất là nhanh nhạy nắm bắt vấn đề rất là tốt. Nói chung về trong làm nghề thì rất nhiều anh em cứ hay than vãn là bị khách than phiền này nọ, nhưng mà trước giờ thì cái tỷ lệ feedback của em rất là ổn, và khách không có than phiền, khách rất là vui, và mình khi mà mình làm công việc này rất là vui, thì em quyết định là mình gắn bó với nó mãi. Cái lý do mà thành lập cái Cào Cào Adventure này thì thực ra cái Cào Cào Adventure Group là hồi trước có một cái group dành cho cộng đồng, dành cho của công ty du lịch cũ ngày xưa là Grasshopper Adventure. Thì cái lý do là ra group này là tụi em muốn tạo ra một cái sân chơi nhỏ nhỏ cho tất cả các anh em tour guide và những người thân đó, để tạo ra sân chơi dành cho các hoạt động thể thao, thiên về thể thao thôi. Thì tụi em hoạt động từ 2018-2019 và nó vẫn là group của công ty du lịch. Đến tháng 3 năm 2019 lúc mà dịch tới thì công ty đóng cửa, nhưng mà tụi em vẫn muốn duy trì một sân chơi dành cho các anh hướng dẫn, tại vì anh em dẫn hướng dẫn đang còn rất là khủng hoảng, và tụi em làm các hoạt động đó miễn phí đến tầm tháng 7 2019. Thì làm tất cả các anh chị em trong group đều là mong muốn là tụi em phải triển khai làm thu phí các hoạt động của mình, và sau đó thì tụi em bắt đầu thu phí và tiếp nhận thêm nhờ giới thiệu của các anh chị em khác, thì tụi em có thêm rất là nhiều thành viên. Thì khi lúc đó thì tụi em vẫn chưa có nhìn rõ cái cách làm giống như bây giờ, là vẫn tổ chức các tour rất là khá là dài và khá là mệt cho các anh chị em. Tụi em mới nhìn nhận lại là làm sao để cho một người mới có thể đi xe đạp được, và họ
cảm thấy yêu thích với cái việc đạp xe, thì tụi em lại nghĩ là bên tụi mình bắt đầu mở ra các cung đường ngắn tầm 2-30 cây và giới thiệu cho họ đi đạp xe, tức là đi thể dục nhưng mà cũng là đi du lịch, tức là đạp xe có tham quan, có điểm dừng, có ăn uống, nó là một chuyến đi, nó hơn là một cái hoạt động thể thao. Và tụi em tổ chức các buổi training cho họ làm sao đạp xe đúng cách, mà đạp xe để giảm bị đau và tận hưởng cái chuyến đi đó một cách tốt nhất có thể. Và dần dần thì tụi em mình duy trì các hoạt động đó dành cho nhóm, và sau đó thì nhờ giới thiệu của các anh chị trong nhóm thôi, tụi em không có marketing ra ngoài, thì họ có giới thiệu cho các công ty giống như ngân hàng hay là các công ty, các đội nhóm, và họ có request tụi em làm các tour riêng cho họ, chứ thực ra xây dựng tour riêng cho họ, chứ thực ra thì bọn em vẫn chưa có group tàu cảnh adventure, vẫn chưa có làm một thực sự là kinh doanh. Hiện tại tụi em vẫn đang cố gắng là xây dựng cái nền móng cho nó vững chắc với các cộng đồng, nhận cho cộng đồng trước, và một thời điểm nào đó cảm thấy thích hợp hơn thì sẽ là kinh doanh. Cái tên cào cào là tại vì tên hồi trước là một cái tên Grasshopper, công ty cũ là Grasshopper, nó khá là khó đọc, và mọi người và bây giờ là các anh chị người Việt Nam không thì cứ kêu gọi là cào cào, xong rồi sau đó tụi em quyết định đổi cái tên nó cho nó gần gũi hơn với mọi người. Thực ra cào cào nó cũng rất là xe đạp, tại vì giống như mình cào cào mình cứ nhảy chỗ này sang chỗ kia nhá, nên xe đạp của mình chuyến đi từ chỗ này sang chỗ kia như vậy ạ. Dạ, các anh đã chia sẻ rất nhiều về cái tâm đắc cũng như là cái mối duyên của mình với xe đạp. Nào là đam mê này, rồi có thể khám phá, trải nghiệm sâu hơn cuộc sống và con người Việt Nam, rồi đem lại tất cả cái tình yêu của quê hương đất nước của mình để giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước. Cái rất là hay, nhưng mà cũng xin chia sẻ với lại ba khách mời, nhất là với lại bạn Thái là đã biết việc này rồi. Đối với Ly, một người là rất là đam mê du lịch nhưng mà không có được nhiều sức khỏe cũng như là được đào luyện để có thể có những cái hành trình bằng cái xe đạp mà địa hình hay là đi những cái chuyến đi dài như là các bạn. Nhưng mà thật sự là Ly cũng đã từng đi những cái chuyến xe để thay đổi cái phương tiện, thiết kế những cái sản phẩm du lịch có những cái hành trình xe đạp tại điểm đến từ 2-4 km thôi cho du khách, để có thể thay đổi cái lộ trình của du khách của mình cho đỡ nhàm chán, hoặc là đi những đường con đường thuận tiện hơn ở địa phương, ở miền quê. Nhưng mà thật sự thì chưa có bao giờ trải nghiệm một cái chuyến đi nó dài hơi hơn, và lần đầu tiên trong cuộc đời của Ly là đã được đi trải nghiệm một cái chuyến xe đạp mà băng qua đường rừng ở chiến khu D ở rừng Mãi Đà với lại anh Thái Biker. Và công bằng mà nói là như thế này, có một cái cảm nhận sâu sắc nhất bên cạnh các vấn đề các anh đã nói, nào là thân thiện, rồi hòa mình vào thiên nhiên, rồi trải nghiệm sâu hơn, vân vân, tất cả cái đó, thì Ly có một cái gọi là tâm đắc nhất với cái lại du lịch bằng xe đạp. Các anh biết là cái gì không ạ? Đó là thực sự là Ly đã cảm thấy qua cái hành trình mình và qua sự khuyến khích của những người leader như là anh Thái và các bạn, thì Ly đã cảm thấy vượt qua được chính mình, vượt qua được bản thân chính mình khi lần đầu tiên vượt qua được hơn một cái chặng đường 10 cây số trong đường rừng với một cái xe đạp địa hình, và lần đầu tiên mình được trải nghiệm là vượt qua chính mình. Là bởi vì sao? Không những rằng là mình đã đừng đi cái mà mình chưa bao giờ đi và mình nghĩ rằng là mình không thể đi được, và Thái luôn luôn nhắc nhở rằng là chắc chắn rằng chị sẽ đi được. Và quả thật, và cũng bật mí thêm các bạn nữa, đó là vì hành trình của mình có rất nhiều cái bạn trẻ, và mình cũng không muốn chứng minh rằng mình thua suốt các bạn trẻ. Và quả thực sau chuyến đi đó, mình không bị mệt các bạn ạ. Không bị mệt, hoàn toàn rất là phấn khích. Và phấn khích tới 2 ngày hôm sau chưa hết luôn. Thì cái đó cũng là một cái điều tâm đắc mà du lịch xe đạp đã mang lại cho chúng ta. Vâng, thì như các bạn trẻ vừa mới chia sẻ đó, thì du lịch xe đạp là sẽ phù hợp, sẽ thu hút những người ưa thích khám phá, tìm tòi, vân vân, rồi hòa mình vào với thiên nhiên. Nhưng mà để tổ chức một cái hành trình du lịch bằng xe đạp thì thật sự là sẽ không dễ dàng, trừ những cái nhóm mà mình tự túc mình muốn đi thì có những cái kinh nghiệm riêng của họ. Nhưng mà để tổ chức những cái đường tour như vậy thì không phải dễ, nhất là dành cho những du khách quốc tế vốn đã quá quen với loại hình xe đạp này rồi. Như vậy thì anh Đảng ơi, mình có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay được biết những cái kinh nghiệm của anh, nhất là để tổ chức những cái đường tour bằng xe đạp cho khách quốc tế tại miền Bắc, tại Hà Nội và những khu vực lân cận như thế nào được không ạ?
Thực ra thì xe đạp thì có rất nhiều cái tour khác nhau, và nhất là miền Bắc thì là có rất có nhiều tiềm năng về về du lịch xe đạp, bởi vì cảnh quan, về địa hình, rồi về văn hóa địa phương, về con người. Thì khi mà tôi làm ở trong công ty du lịch Exo Travel, có một cái phòng Adventure là cái phòng đầu tiên của công ty ở miền Bắc tổ chức về xe đạp ở Việt Nam, thì tổ chức những cái tour ví dụ từ Nam ra ngoài miền Bắc, hoặc là những cái tour 5-6 ngày ở Đông Tây Bắc, miền núi rất là hiểm trở, đấy là dòng cho những khách tương đối là chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì có những cái tour đơn giản hơn, ví dụ như mình đi Mai Châu 3 ngày, rồi mình đi Ninh Bình 3 ngày, Phúc Phương 3 ngày, hoặc là những cái tour mà đi dọc theo sông Hồng, sông Đuống đến Hạ Long, rồi đạp ra Cát Bà, rồi Hải Phòng, rồi đạp về. Nói chung miền Bắc thì có rất rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là xung quanh Hà Nội với cái địa hình và cái cung đường, thì Hà Nội, xung quanh Hà Nội có rất nhiều điểm đến. Thế thì bởi vì là tôi thì rất là thích đạp xe, nhất là ngày xưa hồi còn làm văn phòng, những ngày cuối tuần ấy, thì hầu như cứ rảnh là vác xe đạp đi đi đạp, rồi rủ anh em nào có cùng sở thích đi đạp. Thì nếu mà nói là quay comba, cắm comba ở Hồ Hoàn Kiếm mà quay khoảng 30 cây thì hầu như là nào tôi đã đặt chân đến. Đấy là một cái lợi thế để tôi có thể là thiết kế được những cái sản phẩm du lịch ngắn ngày, ví dụ như là nửa ngày hoặc một ngày, để cho cung cấp cho một số những cái công ty du lịch ở ngoài Hà Nội về du lịch đạp xe. Thì có một cái về kinh nghiệm ấy, thì nó ngoài những cái dịch vụ như những cái tour xe đạp truyền thống, những cái tour truyền thống classic, thì xe đạp đòi hỏi rất là nhiều những cái dịch vụ và kỹ năng đi kèm liên quan đến an toàn. Nhất trong cái tour xe đạp thì an toàn là quan trọng nhất, bởi vì nếu mà một cái tour mà không an toàn thì coi như là không thành công. Rồi các cái hỗ trợ đi kèm, ví dụ như là mình mà đi xa thì mình phải bắt buộc là phải có xe tải support, rồi mình phải có mechanic, có thợ sửa xe đi cùng, rồi đặc biệt là hướng dẫn phải là người chuyên nghiệp, yêu nghề và phải am hiểu cái cung đường đấy, thì nó cũng nó không đơn giản. Nhưng mà thì được cái là hơn một chục năm, từ năm khoảng 2005 đến tận bây giờ là lang thang trên xe đạp, nên là tôi có rất nhiều cái cung đường để mình có thể mình tổ chức được những cái tour xe đạp theo theo nhu cầu của khách và cũng như của công ty. Thế thì ví dụ như là mình có thể đi Mai Châu thì nếu mà với những khách mà không chuyên nghiệp ấy, thì mình có thể mình transfer, mình đi bằng xe ô tô lên trên một cái điểm ở đấy. Nhưng mà có một cái nữa là nếu mà đi như thế thì nếu mà xe đạp mà chuyên nghiệp như kiểu xe đạp của anh Thái, của Thái mà mang đi ấy, của công ty mang đi, thì rất là chi phí, rất là tốn kém, bởi vì là thuê một cái xe đạp cũng không phải rẻ. Một ngày, nếu mà một ngày nó phải hơn 10 đô, 10 đến 15 đô cho một cái xe đạp. Và mình lại phải mình phải có một cái xe tải để mình chở đi. Đấy, mình chở đi và phải có mechanic đi theo để sửa cái xe đấy, bởi vì là nếu một đoàn đông thì hướng dẫn không thể bao quát hết được cái việc mà xe nó có trục trặc vấn đề gì không. Thì cái chi phí của cái tour xe đạp ấy thì tương đối là cao. Ngoài ra thì có một cái hướng nữa là chỉ đi xe đạp, chỉ chở khách đến các điểm thôi, và mình thuê xe đạp ở những cái địa điểm. Nhưng mà cái đấy thì nó lại có một cái, nó giảm được chi phí, nhưng mà nó có một cái bất cập là chất lượng xe đạp ở những cái điểm là không tốt. Bởi vì là xe đạp thường đấy là xe đạp, những xe đạp mà
không đắt tiền, và cái bảo trì của người ta vì người ta không có nghề mà, rồi thứ hai là đông à, nhiều xe quá rồi tần suất sử dụng cao, đâm ra là nó cũng không có nó không được tốt. Và nếu mà xe tour xe đạp mà xe đạp không tốt thì cái gì trong một cái tour thì cái gì cũng quan trọng, nhưng mà nếu mà xe đạp mà không tốt thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái tour đấy. Thế thì nhân đây thì có chia sẻ với mọi người là hiện nay nếu mà ai mà ở Hà Nội hoặc là những cái du khách ở miền Nam, các bạn trẻ miền Nam mà ra Hà Nội mà muốn đi xe đạp nửa ngày hoặc một ngày thì có rất nhiều sự lựa chọn. Thì cái mà tôi đang làm thì thường là có nửa ngày đến một ngày, nhưng mà nếu mà các bạn nào có thời gian thì một ngày thì tốt hơn. Ví dụ như mình có thể mình đi từ mình Đài Ba từ Hà Nội thì mình đi Bát Tràng này, làng gốm Bát Tràng rất là nổi tiếng, rồi mình có thể mình đạp sông qua Hồ Tây rồi sông Hồng mình đến làng cổ Đông Ngạc Từ Liêm, rồi mình có thể mình đi ra làng hoa Tây Tịu. Đấy là cũng là một cái cung đường trong một ngày. Và cái mà còn một cái tour nữa là tương đối nặng, cho đòi hỏi những người nào đấy phải level khoảng như Thắng là có các cái level beginner rồi nọ kia, thì cái này nó phải lên đến cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 thì mới đi được. Bởi vì là cái tour mà đi chùa Bút Tháp Phật Tích dọc theo sông Đuống ấy, hai bờ sông Đuống ấy, thì vừa đi vừa về nó phải ít nhất phải 70 cây. Thì còn cái tour nữa mà dễ nhất, đơn giản nhất mà lại mang nhiều cái giá trị về văn hóa cũng như về lịch sử, đó là cái tour đi Cổ Loa. Cái tour đi Cổ Loa là cái tour mà mọi người đều có thể, hầu như mọi người với mức độ mà đạp xe được khoảng 30-40 cây đều có thể join và đi được cái tour Cổ Loa. Nó vừa là gần này, nó vừa là mang nhiều ý nghĩa về lịch sử, về kinh đô của hai triều đại An Dương Vương và Ngô Quyền này, rồi nó còn tương đối hoang sơ bởi vì thành phố Hà Nội là giữ lại cái vùng lõi và xung quanh của cái Cổ Loa để làm phát triển du lịch sau này. Tất nhiên là bây giờ thì cái kinh tế nó khó, đâm ra là chưa thể làm được, nhưng mà Hà Nội thì đã có những cái plan, có cái quy hoạch chung cho cái Cổ Loa đấy, và người ta không cho xây dựng xung quanh vẫn còn cánh đồng lúa, rồi những vườn rau, rồi những cái đoạn thành cổ, rồi những cái miếu mạo giếng cổ, rất là đấy là một cái tour du lịch mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất và mọi người đều có thể join được. Đấy là còn kinh nghiệm thì như anh em ở trong đấy thì đã là dân đạp xe mà dân thích rồi thì có nhiều sản phẩm lắm, sản phẩm rất nhiều, nhưng mà vấn đề là cái sản phẩm nào nó phù hợp với khách hàng và phù hợp với khả năng tài chính, cũng như phù hợp với cái mùa. Ví dụ như bây giờ mùa này trở đi đến khoảng tháng 12 là thời tiết là mùa rất rất đẹp đạp xe ở ngoài Hà Nội nói chung và miền Bắc nói riêng. Dạ vâng, cảm ơn anh Đảng ơi, thật sự ra là nghe anh Đảng kể thôi là ngay ngày mai là muốn lên đường ngay rồi, mà đạp xe không được có thì chắc là cũng phải nhờ ai chở bằng xe đạp thôi, chứ cũng vẫn phải muốn đi ngay thôi. Không, nếu mà có nhiều sự lựa chọn, nếu mà chị mà đạp được ít thì cũng có nhiều sự lựa chọn, bởi vì là hướng dẫn ở ngoài này mà xe đạp thì biết nhiều đường tắt lắm, đi có thể mình adjust, mình cắt hoặc mình ra giảm lên từ tầm khoảng 30 cây đến 80 cây là nó không fix là ví dụ trong đấy là có thể là mình đi A đến B là mình minimum là mình phải đi cái quãng đường này, nhưng mà bởi vì Cổ Loa nó chỉ cách với lại ra đến ngoài ô nó cách trung tâm Hà Nội không xa lắm, mà cách cái chỗ mà mình store cái xe ấy nó không xa, chỉ khoảng 5-10 phút là ra đi đến ngoại ô, rồi đạp mà nếu đạp thẳng thì chỉ khoảng 10 cây,
dán cổ loa rồi chứ là nó yeah. Nghe hấp dẫn quá, nhưng mà anh cần phải đổi lại những cái đường tour, bởi vì trước nay anh đang phục vụ cho du khách quốc tế thì có thể với khách Việt Nam nó phải cần phải đổi lại. Vì vậy nên là chắc là phải nghe là Mr. Biker Sài Gòn, anh Thái là không những tổ chức những cái biking tour, những cái tour xe đạp cho khách quốc tế mà anh còn tổ chức cả cho khách Việt Nam và khách expat, là những cái khách mà ở nước ngoài nhưng mà đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam đó. Vậy thì anh Thái có thể chia sẻ thêm cho các quý vị khán giả được nghe là cái việc tổ chức cái tour du lịch bằng xe đạp đó cho các cái đối tượng khác nhau này nó sẽ như thế nào, và nói rõ hơn là nhu cầu của từng đối tượng có gì khác biệt không hả anh? Đầu tiên là em xin tóm tắt là mình có 3 cái đối tượng để cho tất cả những công ty du lịch khai thác. Đầu tiên là khách quốc tế. Thì thật sự trước Covid gần như là 90% khách book tour những công ty du lịch là khách quốc tế. Đặc trưng của khách quốc tế thì họ có khả năng chi trả cao, làm thì thoải mái. Nhưng mà sau Covid thì mọi người biết là khách quốc tế không còn nữa, thì mình phải tìm những cái thị trường mới. Em sẽ nói sơ chút xíu về cái thị trường xe đạp của người Việt. Thì từ năm 2015 ở Đà Nẵng tổ chức một cái giải cũng khá là nổi tiếng trên thế giới, gọi là Ironman ở Đà Nẵng, hay dân chơi thể thao gọi là bơi đạp chạy đó. Tức nghĩa là bơi 1,9 km đường biển, rồi đạp xe, rồi chạy bộ. Thì qua cái tổ chức cái giải này thì bắt đầu người Việt Nam bắt đầu chú ý tới cái loại hình xe đạp này. Cùng năm đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu tổ chức những cái giải xe đạp phong trào của một cái đơn vị là Việt Nam MTB Series của Liên đoàn Mô tô Xe đạp thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó thì bắt đầu người Việt bắt đầu chú ý tới, người Việt bắt đầu đầu tư xe đạp, rồi thành lập những câu lạc bộ nhỏ nhỏ và bắt đầu để ý tới sức khỏe của mình. Sau khi Covid bùng lên thì lúc đầu mọi người không biết chuyện gì xảy ra hết, ai cũng nghĩ là nó sẽ ngắn thôi, nhưng mà cuối cùng một trong những cái lời khuyên của Bộ Y tế là phải giữ gìn sức khỏe. Sau đó thì người Việt bắt đầu chơi xe đạp gọi là bùng nổ luôn trong năm 2020. Xin nhắc lại là Mr. Biker Sài Gòn không phải đơn giản chỉ là kinh doanh bên du lịch, mà tụi em có một cái cửa hàng xe đạp chuyên nghiệp. Thì người Việt Nam bắt đầu mới tìm hiểu, đầu tiên là mua xe đạp. Thì trong đầu mọi người mua xe đạp như thế nào để tập thể dục. Mua xe đạp xong thì bắt đầu biết là Mr. Biker Sài Gòn có tổ chức đi chơi, thì bắt đầu họ liên hệ. Thì cái duyên của em là em là một trong những đơn vị đầu tiên phối hợp với lại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai làm cái tour băng rừng mà chị Lý đi đó. Thì khách của em bắt đầu mua xe đạp hình và em dẫn lên trên đó chơi. Thì em nói thật luôn, những cái giá trị mà em đạt được đối với khách mà em nhận thấy trong 1-2 năm trở lại đây, tour đầu tiên họ đi thì họ đạp trong rừng được khoảng 17 km. Sau đó là chịu không nổi và phải nghỉ. Trước dịch, trước khi dịch bùng phát đợt thứ tư, là trước 30 tháng 4, thì cái nhóm đó quay trở lại rừng thì họ đạp được 65 cây. Tức nghĩa là qua những cái lần đi tour, những lần chơi xe đạp, thì sức khỏe của người Việt ở cộng đồng chơi xe đạp họ tăng lên đáng kể. Cái đó là cái đạt được. Rồi khi mà tổ chức cho đối tượng khách Việt Nam thì tùy theo nhu cầu. Bên Mr. Biker Sài Gòn đã từng tổ chức cho 70 bạn trẻ tiểu học của một câu lạc bộ hướng đạo sinh Sài Gòn. Để tổ chức cho những cái đối tượng khách nhỏ thì mình sẽ đầu tiên là khảo sát những cung đường, rồi phải liên hệ với phụ huynh để tìm những cái xe thích hợp cho các bạn. Quản lý một cái nhóm trẻ em 7-70 bạn thì không phải đơn giản. Cho nên là mình sẽ chia ra cái yêu cầu và cái đối tượng mình cần là cái gì. Ví dụ khách gia đình thì mình hướng tới, mình tạo cái sân chơi cho làm sao cho ba mẹ con được đi cùng với nhau, và cái hạnh phúc nhất là cái
phụ huynh chứng kiến được con mình đã trưởng thành rồi. Có nghĩa là để cho một bạn trẻ lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh mà đạp xe cái đoạn đường 10 km ha, thì nó không phải là cái chuyện đơn giản, và ba mẹ là đi cùng và nói chuyện hay là động viên thì cái đó, cái mình nhìn thấy cái đó là cái giá trị tinh thần rất là cao. Tại vì mình không, nếu mà không có người tổ chức thì mình không thể nào dẫn gia đình mình đi đạp cái đoạn đường dài như vậy. Tại vì con mình nó không có đi chung với gia đình khác thì nó sẽ chán, hoặc là mình không biết cái cách nào để mà mình khuyến khích. Thì Mr. Baker Sài Gòn cũng có tổ chức những cái tour cho gia đình đạp xe rồi đi bộ, sau đó là ra một cái khu vực bờ hồ để mà ăn trưa, sau đó là chèo thuyền kayak. Tức nghĩa là tùy theo đối tượng thì mình sẽ hỏi nhu cầu của người ta như thế nào và mình sẽ thiết kế theo, chứ không phải là quá cứng nhắc. Cái đối tượng mà trước giờ ở Việt Nam mình bỏ qua đó là những người nước ngoài đang sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khắp cả nước, hay là gọi là expats. Thì trước Covid thì cũng chẳng ai quan tâm tới cái đối tượng này, tại vì do thứ nhất là những công ty du lịch bán được tour giá cao cho khách nước ngoài vào, thì tội gì mà phải bán giá thấp cho những người ở đây. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn viên á, khi mà đi tour với khách nước ngoài thì nó rất là dễ, tại vì cái gì họ cũng mới lạ, thậm chí họ muốn nghe tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà mình cầm micro nói chuyện với một nhóm khách nước ngoài đang sống Việt Nam 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, thì những câu chuyện mình sẽ nói với họ là cái gì? Cái này không hề đơn giản. Và sẽ đòi hỏi một cái người hướng dẫn viên đi cái tour khách expat phải là cứng cựa, có thể đụng đâu nói đó, chứ không phải theo một cái chủ đề nào hết. Tại vì nói dân số Việt Nam bao nhiêu tiền, thu nhập bao nhiêu thì chắc chắn họ sẽ không nghe. Và nếu mà mình không đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ sẽ coi thường. Tại vì đối tượng người nước ngoài sống ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà họ thật sự mà nói thì họ có thói quen chơi thể thao. Cho nên để mà tổ chức được cho cái nhóm này thì chắc chắn là đầu tiên mình sẽ mời những người mình biết đi trước, và họ sẽ cho mình cái lời khuyên mình sẽ làm như thế nào. Thì cái gì cũng có cái điểm được và cái điểm mất. Nếu mà khách du lịch nước ngoài á, mình bán cho họ bán giá và nói là rất là ok, nhưng mà khi mà họ nói quay trở lại thì 5 năm, 10 năm sau chưa chắc họ quay lại. Nhưng mà khách expat, nếu mà mình khai thác tốt, mình đáp ứng được nhu cầu của họ là nhu cầu thể thao, nhu cầu cuối tuần họ muốn tham gia với cộng đồng, muốn nói tiếng Anh cho nó thoải mái, tại nhiều khi trong cái môi trường của họ chưa chắc họ nói tiếng Anh thoải mái nếu mà họ sống ở Việt Nam. Cuối tuần là dịp họ gặp gỡ nhau, họ giao lưu, họ vừa đốt năng lượng và sau đó là một cái buổi tiệc nho nhỏ để cho họ cảm thấy enjoy, sau đó là lên xe đi về. Thì cái đó là vừa làm vừa học. Thì Mr. Baker Sài Gòn cũng may mắn là ở khu vực xung quanh công ty của Mr. Baker Sài Gòn thì cũng rất là nhiều những cái bạn nước ngoài mà sống ở đây, người vừa làm vừa học, và sau đó là cái Covid thì họ không về quê được, thì họ rủ bạn bè và họ truyền miệng với nhau là cuối tuần đi một cái chuyến như vậy. Cái nữa là làm cho khách expat và khách Việt Nam thì lợi nhuận nhìn thấy hàng ngày nó sẽ không có cao bằng khách du lịch. Nhưng mà đối với Mr. Baker Sài Gòn, tại vì cái ngành kinh doanh thứ hai của tụi em là buôn bán, sửa chữa, bảo trì xe đạp, cho nên những cái người họ chưa bao giờ tham gia loại hình này, nhưng mà họ đi họ thấy vui và họ có nhu cầu là quay trở lại để mà đầu tư cái xe đạp và đầu tư cho sức khỏe của mình. Từ đó là cái thị trường nó thiếu chỗ nào thì tụi em làm và điền vào cái chỗ trống những cái đó. Đó là cái kinh nghiệm của em làm từng đối tượng khách du lịch, khách Việt Nam và khách expat, nó là như vậy. Ồ, quá chừng là tìm thấy đến họ đó. Còn với bạn Thắng thì sao? Vì giống như Thắng chia sẻ lúc nãy, Thắng bây giờ đang là đại diện của câu lạc bộ Cào Cào Adventure. Và ngày xưa thì nghe nói Thái đã từng là Product Manager của Grasshopper Việt Nam. Và Ly cũng đã từng tiếp xúc và làm việc với lại
cái cùng manager của bên chỗ Casper thì thấy rằng là cái công ty của bạn ngày xưa đó là chuyên tổ chức những cái tour rất là đặc biệt, những cái tour chuyên đề dành cho khách quốc tế, và trong đó là có những cái chương trình rất là đặc biệt dành cho khách quốc tế mà lại chương trình du lịch bằng xe đạp. Vì vậy là chắc chắn là Thái sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm với khách quốc tế. Thế nhưng mà khi mà Thắng chuyển cái việc mà kinh doanh cái loại hình du lịch xe đạp này, xây dựng những cái sản phẩm du lịch để phù hợp với lại thị trường nội địa, với khách Việt Nam của mình, thì Thắng có thể chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm đó, và có gì là khác biệt không giữa hai cái đối tượng khách là khách quốc tế và khách Việt Nam. Ngoài ra thì cái câu lạc bộ của bạn bây giờ đó, tổ chức cho khách chuyên hay là không chuyên đi du lịch bằng xe đạp, giống như là anh Đảng và anh Thái thì cũng có thể là những khách là quá chuyên rồi, đi bằng những cái xe đạp đặc biệt, nhưng mà và những cái đường tour nó dài hơn, thì bên Thắng thì sẽ như thế nào? Em nhìn thấy là làm giữa khách du lịch quốc tế và khách du lịch Việt Nam có một số điểm khác biệt và tương đồng. Nhưng mà em thấy là cái điểm tương đồng là nhiều hơn. Tức là những người mà đã nghĩ đến cái việc đi xe đạp là những người rất là thích khám phá thiên nhiên, thì có ý thức rất tốt về môi trường, và họ những người đi xe đạp là những người họ biết yêu bản thân đó. Tức là họ nghĩ đến tôi muốn có một sức khỏe tốt cho mình. Và một người biết yêu bản thân tức là họ biết yêu gia đình, yêu mọi người, yêu thiên nhiên, yêu môi trường, và họ có ý thức rất tốt để xây dựng cái môi trường, cái văn hóa xung quanh đó. Và chính vì vậy nên họ rất là người rất là thoải mái. Có một vài điểm khác biệt như là người khách quốc tế thì khỏe mình hơn người Việt Nam, nhưng mà sau một thời gian làm khách Việt Nam thì em thấy là người Việt Nam có ý chí rất là tốt, ý chí rất là tốt luôn. Họ mặc dù là cái thể lực nó không bằng. Thứ hai nữa là họ sẵn sàng trải nghiệm, tính mà chấp nhận trải nghiệm thoát khỏi người Việt Nam, em thấy là rất là tốt luôn. Họ chấp nhận đi các tour như là camping, rồi thử nghiệm các môn thể thao mới như chèo sắt. Mặc dù có nhiều người leo lên cái sắt cứ té lên té xuống ngoài, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng trải nghiệm. Những cái đó làm em cảm thấy rất là bất ngờ. Thì có một vài cái em thấy để ý là giống như kiểu mọi người một hơi khác biệt chút xíu là khi mà cái nhu cầu của người Việt, tại vì mình sống ở Việt Nam, đất nước của mình đã hiểu khá là rõ rồi, thì những cái quan tâm về mặt văn hóa nó không có cao, nhưng mà họ lại có cái quan tâm về mặt tinh thần. Tức là tại vì họ là ví dụ như tới một chỗ khác thì họ lại mình có chung ngôn ngữ, nên cái mức tương tác về mặt tinh thần với người dân địa phương nó rất là cao, và những cái đó thì nó lấy ra làm trải nghiệm. Và một cái điểm chú ý là làm giống như người Việt Nam chúng ta là rất thích chụp hình, thì cái điều đó là cái điều mà hơi khác biệt chút xíu. Cái câu lạc bộ gặp gài venture hiện tại tụi em chỉ tổ chức đa số là tổ chức cho người không chuyên, và đa số là dành cho các anh chị trong câu lạc bộ. Thì tụi em chia nhỏ ra bằng các level khác nhau, người mới, người trung bình và người cũng là đạt khá tốt. Thì nhưng mà hiện tại thì tụi em mình đang tập trung làm cho các anh chị em ở mức độ là người mới, với cả clear khoảng tầm 100 cây đầu lại bắt đầu đến 20 cây. Thì đó là những cái bước mà xây dựng đầu tiên này cho một cái nền tảng lớn hơn, để khi mà anh chị em mà cái số lượng mà đạt tốt ổn rồi thì tụi em sẽ xây dựng những chuyến đi dài hơn. Chuyến đi dài nhất của tụi em bây giờ là 4 ngày là đi khám phá chiếc cửa sông, hoặc là cái chuyến đi như 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm đi Mã Đà, đi Nam Cát Tiên, đi Kala. Và ngoài ra thì tụi em cũng có cái định hướng chút xíu là làm không chỉ xe đạp là cốt lõi, nhưng mà vẫn phát triển ra thêm các môn thể thao khác như là trekking, leo núi, rồi có thể chèo sốc hoặc chèo kayak, để mọi người cảm thấy là mỗi chuyến đi họ có được nhiều trải nghiệm nhất có thể. Đó là những của em trai. Qua chia sẻ của các vị khách mời thì chúng ta thấy rõ rằng là ngay trước đại dịch COVID-19 thì cái du lịch xe đạp ở Việt Nam cũng khá sôi động, có phần nhiều là hướng đến khách du khách quốc tế nhiều hơn. Nhưng mà ngay khi mà các đợt dịch bùng phát xảy ra thì du lịch bằng xe đạp vẫn thu hút được khách nội địa, khách expat. Như vậy thì các anh thấy là tiềm năng
của loại hình du lịch xe đạp như thế nào ở Việt Nam. Chúng ta nói rất là nhiều về cái đam mê của mình, chia sẻ các tổ chức, chúng ta cũng nhìn thấy được cái việc đó. Nhưng mà chúng ta hãy nói kỹ hơn về cái tiềm năng du lịch xe đạp tại Việt Nam. Xin mời anh Đản ạ. Phải nói là nói về tiềm năng ấy thì lớn, kể cả về nguyên liệu là cảnh quan, các cung đường, rồi về con người. Ví dụ như ngoài Hà Nội là cái thủ đô, nên có rất nhiều các cơ quan, doanh nghiệp, những ngân hàng, rồi thì tiềm năng là lớn. Và sau cái đợt dịch này, trước và sau đợt dịch này thì có một số lượng rất nhiều người muốn đi xe đạp. Nhưng mình muốn chia sẻ một chút là thực ra thế này này, ở cái văn hóa của cái thói quen của người miền Bắc ấy, miền Nam khác nhau một chút. Nói đơn giản là bây giờ thì có nhiều người muốn mua đi xe đạp, nhưng mà đa số là người ta chỉ muốn mua cái xe đạp mà rẻ rẻ thôi, để đi tập thể dục loanh quanh đi chơi thôi. Chứ nếu mà trong đầu của nhiều người ấy là xe đạp sao lại, tại sao lại đắt thế, tại sao lại phải bằng cái xe máy. Và người ta thứ hai là đi tour xe đạp mà vất vả thế thì tại sao lại phải bỏ ra một khoản tiền lớn như thế để đi đấy. Thì cái tư duy về xe đạp thì nó còn đang cái này thì nó phải cần có thời gian. Nhưng mà phải nói nếu mà là ngoài Bắc ấy, mà làm được như Thắng ấy, làm mở cái lớp, những cái lớp training, những cái lớp mà mình cho người ta hiểu thêm, hiểu về xe này, hiểu về cung đường này, hiểu về những cái giá trị xe đạp mang lại ấy, thì mình nghĩ là tiềm năng lớn. Bởi vì là ngoài Hà Nội rất nhiều văn phòng như trước đấy thì thực ra mình không có thời gian để làm cho khách Việt Nam đâu, nói đúng là như thế, bởi vì không có thời gian, không có thời gian và cũng không đủ xe và cũng không đủ hướng dẫn. Thế thì thỉnh thoảng có cuối tuần có những cái nhóm anh em quen biết làm ngân hàng, một năm người ta tổ chức cho người ta đi một lần từ dễ đến khó, nhưng mà chỉ có đến một ngày thôi, và sau cái đấy có một cái tour dài là đi Ninh Bình là 2 ngày, đấy là làm ngân hàng. Nhưng mà cái nhóm đấy chỉ có từ khoảng 10 đến 20 người thôi. Thế mà trong một cái trụ sở ngân hàng lớn như Hà Nội như thế có 700 người. 700 người mà mình chỉ tiếp cận được 10 đến 20 người như thế thì sẽ còn một khoảng rất lớn. Mà ngoài đấy, bên cạnh đấy còn rất rất nhiều những cơ quan, tổ chức, trường học. Và người ta bắt đầu đang có cái nhu cầu đi đạp xe. Ngoài cái chuyện mà là thân thiện với môi trường, nâng cao sức khỏe và về với thiên nhiên ấy, thì là mình nghĩ là tiềm năng là lớn. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là làm sao mình phải marketing và mình phải có những cái hình thức để làm cho người ta hiểu và yêu thêm cái xe đạp. Ví dụ như bình thường rất nhiều người ta sẽ đưa ra một cái giá về tour xe đạp, người ta bảo tại sao lại phải bằng ngày tiền. Đấy, tại sao vậy? Đúng không? Nếu mà ai không hiểu thì bình thường, ví dụ như là ai người ta hiểu, người ta đi một hai lần thì người ta biết. Nhưng nếu mà những ai mà chưa đi xe đạp bao giờ mà được bạn bè hoặc đồng nghiệp giới thiệu và đi cái cuối tuần này đi cái xe đạp này hay lắm, thế là đưa ra một cái giá cũng rẻ thôi, thực ra nó chỉ đủ thuê xe đạp với lại trả hướng dẫn, rồi còn những cái dịch vụ đi kèm khác thì thường là mọi người tự chi trả chứ không bao gồm. Thì như Thái với lại Thắng biết là làm tour xe đạp đắt hơn tour classic, vì nó có rất nhiều đi cùng. Ví dụ như dọc đường mình đi mình phải ăn uống, rồi mình phải nọ kia, mình phải trả tiền cho xe đạp, rồi mình trả tiền cho xe tải, mình trả tiền cho mechanic, thì nó đắt. Nhưng mà với Việt Nam thì khách nội địa ấy, thì mình sẽ cắt giảm những cái chi phí đi kèm đi thì nó sẽ giảm giá thành xuống. Nhưng mà nhiều người vẫn cho là đắt. Ví dụ người ta có thể người ta đi nhậu một bữa 500.000, 500-1 triệu cũng đắt, nhưng mà nếu mà đi một cái tour khoảng 300.000 là đắt. Anh Lý nghĩ rằng là trong tương lai chắc chắn cái nhu cầu nó sẽ phải thay đổi. Thế thì mình mới nói là phải làm phải tuyên truyền, phải truyền thông và marketing,
làm cách nào người hiểu được, và nếu mà làm được như Thắng trong đây rất tốt là mình mở các lớp training. Thì sau vì là kinh nghiệm của mình sau khi được đi một cái tour xe đạp mà có chuyên gia training, thì sau đấy mình thay đổi, mình thay đổi hoàn toàn về quan điểm về đạp xe luôn. Ngày dạ, xưa chỉ rồi. Thích chơi thôi, nhưng sau khi mình hiểu về xe, mình được lên đề, mình đạp lên dốc, rồi mình đi nó an toàn, mình cảm thấy mình thích lắm. Thế thì cái này tiềm năng, nhưng mà cái này phải có thời gian. Liên nghĩ rằng là cứ được theo như anh Đảm nè, anh Thái rồi bạn Thắng nữa là chắc chắn rồi là sẽ thú vị thôi, bởi vì thực sự là đi cảm thấy rất là thú vị. Thế còn tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam thì sao ha bạn anh Thái và bạn Thắng? Tiềm năng cho loại hình du lịch này thế nào? Và mình cần làm gì để phát triển nó? À, anh Thái có thể chia sẻ cho mọi người được biết. Dạ, khi mà nói về tôi du lịch xe đạp ở miền Nam thì mình xin chia sẻ rồi, đây là một cái ý kiến nhận xét của đa số khách. Thì trước khi Covid thì mình có dẫn những cái đoàn đạp xe xuyên quốc gia 2 tuần là đạp từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống miền Tây, sau đó là lên thủ đô Phnom Penh, lên Siem Reap rồi kết thúc ở Bangkok, tức nghĩa là 2 tuần đi qua 3 nước, hoặc là đi cái chiều ngược lại từ Bangkok đi xuống Campuchia rồi qua là Việt Nam. Thì đa số khi mà khách đi xong thì thường họ cũng giữ liên lạc với mình, và họ đều có chung nhận xét khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là con đường hạnh phúc nhất họ từng đi. Tại vì thật sự mà nói, cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình nó rất là trù phú. Thường thì một số người nói là đi miền Tây chỗ nào cũng giống chỗ nào, cũng không đúng lắm. Nếu mà cái tour xe đạp thì thường những công ty họ sẽ đi khảo sát và độ bứt tốc để nổi bật lên cái cung đường dành cho khách, là mỗi ngày sẽ một chủ đề khác nhau. Giống như là Bến Tre thì mình biết là dừa, tại sao phải đi xuống dưới Trà Vinh. Trà Vinh là một cái nơi mà văn hóa Khmer pha trộn với người Việt, và có những cánh đồng lúa cực kỳ đẹp. Nó khác hẳn với những cánh đồng lúa mẫu lớn ở An Giang. Tức nghĩa là mỗi một tỉnh như vậy nó vẫn có những cái nét đặc trưng riêng, và đi bằng chiếc xe đạp thì mình mới cảm nhận được nó hết. Việt Nam mình nó thật sự là trải dài từ Bắc chí Nam, ai cũng biết cái câu này hết, và mỗi một khu vực Bắc Trung Nam đều mang những cái vẻ đặc trưng riêng. Đối với những cái khách mà đạp chuyên nghiệp, những câu lạc bộ xe đạp thì thường họ chọn cái loại hình đạp dài, có thể đạp xuyên Việt hoặc là đạp đèo dốc. Nhưng mà đối với những cái đối tượng khách gia đình đi, ví dụ như họ có con nhỏ 3 tuổi đã đi xe đạp được rồi, hoặc là mình có thể trang bị cho họ một cái xe người lớn kéo theo xe trẻ em, hoặc là đi một ngày khoảng chừng ngắn thôi, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được cái vẻ đẹp và cái trải nghiệm của làng quê Việt Nam. Cho nên là trong miền Nam thật sự mà nói thì từ nửa ngày cho đến 8 ngày đều có những cái cung đường đáp ứng gần như tất cả những nhu cầu. Cái tour mà Thái đang tâm đắc nhất là cái tour 5 ngày đạp từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống tận đất mũi Cà Mau. Và sẽ có những cái trải nghiệm là khi mà đến đất mũi Cà Mau rồi thì mình sẽ được ở nhà dân. Sẽ có một đêm đi bắt cua, bắt ba khía, rồi cũng mang đến cho họ, ngoài cái đạp xe ra thì khách cũng có thời gian để mà tham gia hoặc là trải nghiệm những cái hoạt động khác, chứ không phải là đạp xe là chỉ là đạp xe không. Thí dụ đạp xe vẫn có thời gian. Thì mình xin nói tiếp một ý chút xíu để bổ sung thêm cái ý của anh Đảng thôi. Thì trước đây mình cũng có một vài những người bạn, sau khi mình đi tour xe đạp về thì cứ ngồi nói chuyện với nhau. Thì đúng là người Sài Gòn, khi mà cuối tuần thì làm gì, một số những cái anh em tụ tập thì ăn uống với nhau 500.000 một triệu họ bỏ ra là chuyện bình thường. Nhưng mà họ được cái là gặp gỡ nhau nói chuyện. Còn cái mà khi mà làm tour xe đạp thì Mr. Baker Sài Gòn cũng hiểu cái chuyện đó. Cho nên là sau khi mọi người tập trung đạp xe vất vả với nhau xong thì mọi người có thời gian là tắm rửa, thay đồ ra, và sau đó là tham dự một cái buổi tiệc. Thì thường là trong tour của tụi em làm cho người Việt và expat thì có bao gồm những cái đó.
Tức nghĩa là trên tour vẫn có thời gian khi mà chơi với nhau xong rồi vẫn có thời gian ngồi lại ăn uống nói chuyện và ôm lại những kỷ niệm, sau đó lên xe đi về. Nó cũng đáp ứng được tất cả những nhu cầu đó thì nó là cũng cực kỳ tiềm năng ở trong miền Nam. Thắng ơi, Thắng có để cho nói kỹ hơn về cái tiềm năng du lịch xe đạp tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Sài Gòn không? Dạ, yeah. Dạ. Yeah. Thì trong 2 năm qua thì lúc mà tụi em mới phát triển dạng cộng đồng thì tụi em sử dụng lại những cái mà sản phẩm mà ngày xưa tụi em đã đi khảo sát dành cho khách quốc tế, mà tụi em đã điều chỉnh nó làm sao cho nó phù hợp hơn. Thì đúng ra giống như trong có một xu hướng trong dịch bệnh, tức là mọi người bắt đầu tìm hiểu hơn, khám phá hơn cái khu vực sống xung quanh mình, người ta gọi là staycation, và người Việt Nam trong thời gian qua cũng như vậy, và tàu cài venture cũng tập trung làm cái đó, và tụi em đã tìm tòi ra được những cung đường đạp phá khám phá hẹn Sài Gòn về đêm, kết hợp tham quan chợ hoa Hồ Thị Kỷ hoặc là chợ từ Campuchia, hay là có một cái team mà năm ngoái bọn có làm, tụi em có làm đó là đi Trung Thu, không có đi được, có đạp xe xuống dưới phố người Hoa đi tham quan đèn lồng, ăn mấy món ăn của người Hoa, là đi khám phá khu vực Bình Thành rồi làm Thanh Đa vào bốn đêm. Và vừa rồi thì trước dịch thì tụi em có khám phá cho một cái trip tour mới là làm đi xung quanh khám phá cái khu vực bờ kè Trường Sa Hoàng Sa đó, hay là ví dụ Noel thì đi khu vực Tân Bình, đi các nhà thờ như vậy. Tức là mình mọi người sẽ có một xu hướng là làm chúng ta trở nên yêu thương hơn cái thành phố của mình, và tụi em đang tập trung làm cái đó. Và cuối tuần thì mình có những cái mà cung đường cũng vừa phạt thôi, tức là đi Bình Cối này, tầm khoảng độ dưới 30 cây, Bình Cối rất là đẹp. Mà Bình Cối hồi trước thì em đã đi khảo sát rất là lâu mà chưa thực sự nghĩ, nhưng mà 2019 em bắt đầu đi tìm hiểu làng thì có phát hiện ra một số cung đường rất là đẹp. Rồi ví dụ như là đi khá phát quận 12 có 40 cây thôi, đi lên quận 2 khu trồng rau muống trên đó. Có những cung đường mà rất là ngạc nhiên luôn, tức là mình sống ở Sài Gòn rất lâu và rất nhiều người cũng thừa nhận là họ không nghĩ Sài Gòn là đẹp như vậy. Thì em thấy rõ ràng là quá tiềm năng luôn. Dạ đúng rồi. Và chị rất là thích cái câu nói của Thắng vừa mới rồi, có nghĩa là sau dịch bệnh, trong dịch bệnh tự nhiên cảm thấy yêu thương hơn cái thành phố, cái quê hương nơi mình đang sống. Cái câu đó hay quá. Hình như là nghe nói rằng là Nam đang có cái câu hỏi của các bạn đọc đang muốn hỏi các diễn giả ngày hôm nay đúng không? Nam có thể cho các bạn biết là những câu hỏi gì? Dạ vâng ạ. Thì hiện nay thì ban biên tập cũng nhận được một số cái câu hỏi comment từ các bạn đang theo dõi trực tiếp trên sân bay của Sài Gòn tiếp thị. Thì ở đây có bạn Trần Thủy Hải, bạn có cái comment như thế này: loại hình này, tức là đang nói về cái du lịch bằng xe đạp đấy, thì vẫn hấp dẫn khách nước ngoài hơn, nhưng mà khách Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng rất lớn. Ví dụ như là chạy bộ những năm gần đây thì thu hút hàng nghìn người tham gia sự kiện, bất kể là trời nắng hay trời mưa. Thì xin các khách mời có thể là cho biết rằng là các anh nghĩ gì về việc truyền cảm hứng và thay đổi sản phẩm để thu hút người Việt hơn. Cái này chắc là xin mời anh Đản đi. Anh Đản, mời anh Đản có thể chia sẻ trước ạ. Thực ra thì cái gì nó cũng phải có quá trình. Nói đúng ra là càng ngày ấy thì con người ta sẽ càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, hai cái đấy. Thế thì chạy bộ ấy, nó có dễ lan tỏa hơn là xe đạp, vì là chỉ cần xách giày ra là người ta chạy, người ta lập nhóm xe đạp thì nó phức tạp hơn một chút, nó liên quan đến xe, nó liên quan đến cung đường, rồi kỹ thuật đạp xe, rồi chi phí nọ kia. Đại gái chạy bộ cũng không phải rẻ đâu, nhưng mà xe đạp thì nó phức tạp hơn. Thì như mình đang nói thì nó cái này thì nó phải cần có thời gian. Thời gian là qua những cái phương tiện truyền thông như này, như buổi talk show của mình này,
hoặc là qua những cái bài báo của Nam hoặc là của anh em bạn bè khác hoặc là qua cái những cái phóng sự trên truyền hình, thì cái đấy nó sẽ lan tỏa. Và cái quan trọng nữa là lan tỏa trực tiếp, ví dụ như là bạn bè sẽ rủ nhau đi, rồi rủ người đồng nghiệp đi này, rồi người thân gia đình đi chẳng hạn. Ví dụ như năm ngoái mình có cô bạn đồng nghiệp, cô ấy giao cho 4 đứa cháu là giao cho mình tổ chức một cái tour xe đạp tầm khoảng 1 tuần ở miền Bắc. Nhưng mà mình thì mình không dám nhận, mình cho training 2 buổi, mình bảo trước khi nhận ấy mình phải phải training đã để xem các bạn ấy có đạp được không, rồi các bạn có chịu được nhiệt hay không. Chứ nếu mà bây giờ mà đi mình quản lý khoảng 4 năm ông đấy tầm khoảng 15-16 tuổi, mà nhớ chẳng may đi đường xảy ra tai nạn hoặc là ốm đau ra đấy, thì thực sự là thì qua những cái những người như đấy hoặc là qua những cái bạn bè như thế thì sẽ lan tỏa. Và mình hy vọng là thực ra nếu mà mọi người có tham gia cái có cái nhóm gọi là câu lạc bộ đạp xe cuối tuần ấy, group đấy cũng mấy chục nghìn người mà cũng đông, nhưng mà thực ra mọi người vẫn còn đang là theo kiểu tự phát hoặc là nhóm nhỏ. Và có một cái nữa là những người mà đi xe đạp, có xe đạp rồi, thường là người ta muốn tổ chức theo cái nhóm riêng của người ta, chứ ít người muốn đi theo tour. Nhưng mà hy vọng là ví dụ như những cái nhóm đấy sau này người ta vào miền Nam chơi, người ta có thể gặp Thái hoặc là Thắng để người ta khám phá, bởi vì là có thể người ta biết ở Hà Nội nhưng mà người ta lại không dành về miền Nam hoặc đồng bằng Cửu Long. Ví dụ như sau này khách Sài Gòn ra có thể gặp mình chẳng hạn. Đấy thì là hy vọng đấy. Nhưng mà có một cái chắc chắn là cái cũng như chạy bộ thì cái xe đạp nó sẽ càng ngày càng phát triển. Đấy là mình mong và hy vọng như thế, là cũng nhờ có các cái anh em rồi đồng nghiệp rồi bạn bè rồi báo đài sẽ lan tỏa cái chuyện này. Thật sự là truyền được cảm hứng thật sự đó chứ ạ. Tại vì cái xe đạp nó rất là gắn bó với lại mọi người, cái ký ức thân quen, chẳng qua là chúng ta sẽ xây dựng cái loại hình, cái sản phẩm như thế nào cho nó phù hợp với thị hiếu của du khách Việt Nam mà thôi. Giống như là Thắng và anh Thái là đã có rất nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ để xây dựng cái đường tour nó phù hợp, từ cái việc là khách Việt Nam mình thích check in chụp hình, rồi đến cái việc training huấn luyện cho các cái bạn từ từ quen với loại hình xe đạp. Và thậm chí đây là với anh Thái là từ một cái áo cho đến những cái sản phẩm souvenir nhỏ nhỏ là đều rất là phù hợp để mà chúng ta có thể lan tỏa và truyền cái cảm hứng này. Vâng, anh Nam ơi, các quý vị độc giả còn có câu hỏi nào khác không? Dạ còn, nhưng mà em nghĩ rằng là liên quan tới cái câu hỏi của bạn Thủy Hải này thì chắc là mời Thắng đi. Chắc là trong cái việc mà member của Cào Cào Adventure thì chắc Thắng sẽ có thêm một cái nhìn khác trong cái việc rằng là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đạp xe á, thì Thắng có thể chia sẻ hơn. Thắng có thể chia sẻ về cái việc là tập làm quen á, những cái quá trình tập làm quen để training cho các cái bạn để trước khi mà trải nghiệm những cái đường tour nó dài hơn. Ra thì thêm yếu tố quan trọng nhất là mình lắng nghe, mình lắng nghe coi lúc đầu tụi em không nhìn được vấn đề và tổ chức cũng đường tour rất là dài, nhưng mà dần sau thì tụi em lắng nghe tất cả các anh chị và điều chỉnh sao cho nó phù hợp nhất và nhận thấy những cái gì mà mình cần phải thay đổi, giống như là các buổi training vào buổi tối đó, để cho họ quen với cái việc đạp và nhận thấy là cái việc đạp xe này là nó là một chuyến đi chơi, cho nó không phải là tập thể dục. Tại vì khi mọi người nghĩ đến việc tập thể dục, tôi nghĩ là nó rất là mệt, nhưng mà thực sự đạp xe là nó rất là nhẹ nhàng nếu mình biết làm đúng. Và thứ hai nữa là lắng nghe các cái nhu cầu của họ. Ví dụ như chỉ muốn chèo sốc, chỉ muốn cắm trại, chỉ muốn làm này làm kia, thì mình lắng nghe đó và mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Thì nếu như các anh chị mà cảm thấy là có nhu cầu và mong muốn như vậy thì cứ nói chuyện với các nhà điều hành, nói với anh Đại, nói với Thái, nói bây giờ anh chị muốn như vậy, thì tại vì tụi em là ở trong nghề này rất là lâu rồi và biết có thể làm được gì cho tất cả anh chị, thì mình dàn trao đổi và lắng nghe cái sản phẩm. Thực ra du lịch là sự trải nghiệm, mà cái trải nghiệm đó
là của các chị. Các chị muốn trải nghiệm thế nào, các chị cứ muốn nói với tụi em thì tụi em sẽ điều chỉnh được, không có khó. Dạ vâng ạ. Ban biên tập cũng nhận được một câu hỏi liên quan tới cái việc rằng là đạp xe như thế thì điều phối sức làm sao để cho không bị hụt hơi ở những cái đoạn cuối. Thì cái này chắc là trong cái vấn đề mà tổ chức các cái tour xuyên Việt hoặc là các cái tour xuyên quốc gia chỗ anh Thái, thì chắc anh Thái chia sẻ cái này giúp mình làm sao để có thể rằng là hướng dẫn cho các bạn điều phối cái sức đạp của mình để nó cái mình có thể theo được đoàn hoặc là có thể đạp được một cái chặng dài hơn so với giống như bây giờ. Như Nam cứ nghĩ rằng là chỉ đạp được khoảng 3 cây số hoặc 5 cây số thôi, nhưng mà mình có sự hướng dẫn thì mình có thể đạp hơn được như thế. Ồ, cái này công nhận anh Thái là chuyên gia đó. Để trả lời câu hỏi này thì Thái xin đi một ý đầu tiên á, là hiện nay xe đạp là cái bộ môn mà những người mới dễ tham gia nhất. Mình ví dụ đi, mình có một nhóm bạn khoảng 10 người, mình rủ đi đá banh hay là đánh tennis hay là chơi những môn khác thì chắc chắn sẽ không ai tham gia được. Nhưng mà mình nói là bây giờ mọi người đi đạp xe thì mình chắc chắn là không ai không đi được. Nó sẽ quay trở lại là mình đạp xe như thế nào để mà theo kịp nhóm. Thì nếu mà mình mới bắt đầu á, thì dĩ nhiên mình có cái xe nó khá một chút, sau đó là mình sẽ tìm hiểu cái nhóm nào dành cho những người mới bắt đầu, mình sẽ đi với những nhóm đó, mình tức là tự lượng sức mình. Cái thứ hai là dĩ nhiên là mình trước khi tham gia những nhóm đó thì mình có xe đạp để mình tập luyện trước. Còn nếu mà mình muốn đi cho nó ngon lành với mọi người thì ngoài cái tập luyện ra thì cái dinh dưỡng mình có thể nói thẳng với lại những cái người tổ chức. Tôi là người mới, tôi cần những cái gì thì họ sẽ đưa cho mình những lời khuyên. Mình có thể là đầu tiên là cái trang phục nha. Cái trang phục đạp xe thật sự nó đơn giản nhưng mà người Việt mình là thường ít có quan tâm tới. Mình đã từng nhìn thấy những người mặc quần riêng đạp xe hay là mang dép lê, thì mình sẽ tìm hiểu tất cả những cái mà một cái người chơi xe đạp cần, thì mình sẽ từ từ đầu tư. Đầu tư về trang phục, về sức khỏe, về cái nhóm nào mình đi cho nó thích hợp, thì từ từ nó lên thôi. Nếu mà mình chỉ cần một tuần mình chơi chừng 2 ngày, 3 ngày, trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đảm bảo là sức khỏe mình nó sẽ tăng lên thôi. Chứ còn nếu mà mình mới bắt đầu chơi thì chắc chắn sức mình nó sẽ yếu, thì mình sẽ chọn những nhóm nào mới thôi. Rồi mình đi như vậy từ từ, mình sẽ khám phá ra bản thân mình thích hợp với cái nào, rồi cộng với lại ăn uống trang phục này kia, thì cái này như vậy. Với một cái thông tin nữa, hiện nay thì thế giới di động đã, trong báo ngày hôm qua nói là thế giới di động sẽ mở 150 shop bán xe đạp, thì mọi người chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều sự lựa chọn cho những cái xe đạp là tầm vừa hợp với nhu cầu của mình. Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm một chút xíu nữa về những xe đạp chuyên dụng, những xe đạp loại tốt, thì có thể liên hệ với Mr. Baker Sài Gòn. Mình có một cái kênh YouTube hiện nay đang hoạt động, giới thiệu trên thế giới những cái và ở Việt Nam những người chơi những cái dòng xe đạp đặc trưng. Hồi nãy anh Đạn có nói là khách người ta chơi xe đạp, người ta bắt đầu tìm hiểu xe đạp dòng thấp, nhưng mà càng tìm hiểu thì nó sẽ càng cảm có khung trời. Cứ chơi lúc đầu thì mua những cái xe đạp bình thường đi, còn muốn tìm hiểu chuyên về nó thì liên hệ với Mr. Baker Sài Gòn. Mình sẽ có những cái thời gian nhiều hơn và mình sẽ trả lời đúng đối tượng hơn. Hiện nay thì những cái xe đạp trên thế giới xuất hiện khoảng 1 tháng là ở Việt Nam có. Hồi nãy có nói cái câu là chiếc xe đạp mắc như xe máy, thậm chí xe đạp 15.000 đô ở Sài Gòn mình rất là nhiều. Thế còn Văn Đản, một người có rất là lâu năm trong cái việc yêu thích tìm hiểu và liên quan làm những cái công việc liên quan tới thiết kế tour đạp xe, thì cái việc mà để điều phối sức á, tại vì cái việc mà em nghĩ rằng là cái cung đường ở phía Bắc á, đồi núi rồi các kiểu nó cũng nhiều, thì cái việc điều phối sức á, nó cũng phải đòi hỏi rất là khắt khe để làm sao mà cái người mới chơi hoặc cái người mới tham gia
có thể theo kịp được đoàn hoặc là làm sao để không bị bỏ lại rơi quá xa đó, thì anh Đản có thể chia sẻ thêm được không ạ? Với cái kinh nghiệm của mình thì mình xin chia sẻ này, không có gì là khó cả, rất là dễ thôi, bởi vì là mình tham gia từ dễ đến khó, từ tour ngắn đến tour dài, cho nên là mình cái đấy không sợ. Thì lúc đầu mới tham gia thì mình chỉ đi những tour nửa ngày, một ngày 20 cây, 40 cây, sau khi đấy thì mình sẽ nâng dần lên. Thứ hai nữa là cái bây giờ cái xe đạp rất là tốt và nó đúng size, đâm ra nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Ngoài ra lại còn quần đạp xe rồi những cái dinh dưỡng, đồ uống dọc đường, cho nên cái đấy không phải lo. Cái quan trọng nhất là bạn có muốn đạp xe hay không, đấy là cái quan trọng nhất. Khi mà bạn muốn đạp xe thì bạn sẽ đạp được hết. Vì mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, vì là thực ra khách của mình chủ yếu là khách nước ngoài, nhưng vì cái dòng khách của mình là dòng khách classic, đâm ra cũng có nhiều người ta rất ít đạp xe, người ta không đạp xe nhiều đâu, không giống như khách dòng adventure thì là người ta đạp nhiều. Nhưng mà cái dòng mà classic thì đôi khi người ta trừ những nước Hà Lan, Đan Mạch người ta đi nhiều, thì đi cái khách đấy thích lắm, không phải nói gì về xe cộ cả. Nhưng mà còn một số dòng khách như Mỹ hoặc là Anh hoặc là một số là thành phố lớn thì người ta ít có, thì nhưng mà nếu mà người ta thích người ta đạp được. Nhưng mà nhân đây mình đưa ra một ví dụ này là cứ muốn là làm được, bởi vì là cách đây khoảng 4 năm mình tổ chức cho một nhóm bạn mà cái những người đấy làm ngân hàng ấy, thì đi đạp xe 2 ngày ở Ninh Bình. Ở Ninh Bình thì ở trong nhóm đấy có một bạn ấy là có một cậu con trai 7 tuổi. Người trắng trẻo, người nhỏ nhắn, mà nói là từ xưa giờ chỉ đạp loanh quanh ở khu sân chung cư thôi, chưa đi xa bao giờ. Thế thì hôm đấy thì bạn ấy mới chở con trai đi và kèm theo một cái xe đạp nhỏ cho trẻ con mà không có gear, xe đạp đấy không có gear. Thế thì lúc đầu mọi người bảo là trong cái cung mình vẽ ra là hôm đấy là 40 cây, đạp từ Nho Quan vòng sang bên Hoa Lư, rồi chùa Bái Đính, rồi vòng lên xong rồi sang đến cái Vân Long, dọc bên Vân Long rồi về là khoảng tầm hơn 40 cây. Thì là mọi người đi là nghĩ là cậu ấy không thể đạp được, thế mà cậu đấy kết thúc hành trình 42 cây. Trời nắng, trời như mùa như hôm nay, như nắng như hôm nay, không phải là nắng quá nhưng mà hôm đấy trời cũng nắng, và xe đạp không có gear, mà lần đầu tiên mà cậu đấy kết thúc được hành trình 42 cây. Thế có nghĩa là nếu mà mọi người muốn đi là sẽ được, nhưng mà cái này không lo, bởi vì mình sẽ có cái lộ trình, là cứ cái quan trọng nhất là bạn có thích hay không thôi. Cứ thích cứ nhảy xe đạp, cứ nhảy lên đạp đá rồi cứ từ từ rồi sau này sẽ đạp những chuyến đi dài hoặc là xuyên Việt đấy. Thì kinh nghiệm của mình là như thế. Dạ vâng ạ. Ban biên tập cũng có nhận được một câu hỏi của bạn có tên là Lan Vi. Hiện bạn Vi đang là điều hành của Chim Cách Cụt Travel á. Thì bạn Vi có hỏi này là một ngày khách đạp nên đạp xe là bao nhiêu km là hợp lý cho hành trình tour. Cái này chắc là mời Ly lại nghĩ là cái câu hỏi này rất là phù hợp cho những cái nhóm khách mà không chuyên. Thì các anh hãy thoát ra khỏi cái tầm nhìn của mình là cho những cái tour xe đạp dành cho khách chuyên nghiệp đi. Chắc là phải nhờ bạn Thắng trả lời câu hỏi này rồi. Là bởi vì giống như bạn Lan Vi vừa mới hỏi là về cái việc mà tour đường tour đó, thì các bạn điều hành là chắc chắn các bạn sẽ không có kinh nghiệm bằng các anh rồi. Thì các bạn sẽ phải hỏi một cái câu rõ ràng là du khách rất là quan tâm đến việc này, nhưng mà như thế nào chúng ta thiết kế những cái đường tour ghép vào cái tour và chúng ta có thể bán được nó thuận tiện. Thì câu hỏi này thì Ly lại nghĩ rằng là câu hỏi này khá là tốt đấy, là chứ chúng ta phải là bán cho những cái loại khách không chuyên cơ. Rồi mời bạn Thắng. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thêm thì với chúng ta bắt đầu vấn đề bằng cách nhìn là một người trung bình mà mới đạp xe thì có thể đạp được bao nhiêu cây số, thì câu trả lời của em là khoảng từ 15 đến 25 cây. Và trong 15 đến 25 cây đó, trong khoảng thời gian tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ, và mình đạp có các điểm dừng và tham quan chụp hình trải nghiệm, thì như vậy mình vừa đủ thời gian để trải nghiệm và có các quả nghĩ
khi mà mình dừng như vậy thì có các quả nghĩ thì mình sẽ có thời gian để ăn uống, hồi phục, uống nước. Thì đối với một người mà du khách bình thường, dân làm văn phòng bình thường, ít khi vận động, thì tầm từ 15 đến 20 cây và tầm khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng. Đó là cái câu trả lời của em. Như vậy là phù hợp. Tại vì kinh nghiệm của bọn em là tất cả mọi người bắt đầu đều có thể đạt được từ 20 đến 25 cây. Dạ. Yeah. Rồi, vậy bây giờ thì chúng ta sẽ nói về tiềm năng, rồi mọi người hỏi câu hỏi rất là nhiều, có chứng tỏ là các anh thấy đó là mọi người đang rất là quan tâm tới cái loại hình du lịch xa đẹp này. Thế nhưng mà nói như vậy thôi, chúng ta vẫn phải nhìn nhận là chúng ta có những cái khó khăn nhất định. Những cái khó khăn á thì các anh chia sẻ từ nãy giờ rồi, khó khăn một số việc, nhưng mà chúng ta chia sẻ thêm về những cái rào cản nào nhiều hơn, và chúng ta cũng có cái đề xuất nào đó để cho các cái cấp lãnh đạo cao hơn, người ta có thể bắt đầu thấy rằng cái du lịch xe đạp cũng như là cái xe đạp đang trở thành một cái nhu cầu và một cái xu hướng trong tương lai. Thì chúng ta có cái rào cản nào thì chúng ta cũng có thể đề xuất những cái giải pháp. Thì các anh cũng chia sẻ luôn ạ. Vâng, chắc là xin mời anh Thái. Những cái rào cản dĩ nhiên là tình hình chung là COVID hiện nay là du lịch không có phát triển được. Cái thứ hai là cái chuỗi cung ứng. Phải nói cái này thật, tại bên em đang kinh doanh bên xe đạp, thì cái chuỗi cung ứng xe đạp hiện nay nó bị đứt gãy cực kỳ nặng. Hiện nay thì thị trường xe đạp cực kỳ khó mua. Gần như là cái nhu cầu của thế giới hiện nay là rất là cao, thì tất cả các nước đều tập trung mua xe đạp hết. Cho nên là cái nếu mà được thì Việt Nam nên tạo điều kiện những cái nhà sản xuất xe đạp họ qua đây. Trước đây thì em cách đây vài tháng thì em thấy có một cái thông tin là có một cái nhà sản xuất xe đạp lớn nhất thế giới hiệu Giant đang muốn đến và mở cái nhà máy ở Việt Nam. Thì nếu mà mình tạo điều kiện cho họ làm ăn kinh doanh tốt ở đây thì người Việt mình có nhu cầu có thể tiếp cận nhiều hơn với xe đạp với cái giá thành nó hợp lý. Cái nữa là khi mà làm tour xe đạp á, thì hiện nay cái này thì chia sẻ cho vui thôi chứ em không biết là bao nhiêu người lắng nghe cái ý này. Thì hiện nay cái xe đạp khi mà vận chuyển trên đường tour thì hơi khó khăn. Đối với những người làm tour du lịch, ví dụ như mình có 2-3 khách đi, thì không thể nào mình thuê một cái xe khách và một cái xe tải, thì cái chi phí đội lên rất là cao. Cái giải pháp hiện nay á, là tụi em đang tháo cái xe đạp ra và để trong cái xe khách. Nhưng mà cái này thì luật Việt Nam nó hơi chồng chéo, tại vì luật Việt Nam ghi cái xe đạp là hàng hóa thì không có được chất trên cái xe du lịch. Cái này là những người làm du lịch mới hiểu được thôi. Tức nghĩa là mình nâng cái giá thành lên cao lắm. Nâng cái giá thành lên rất là cao, cho nên nếu mà sau này bên giao thông tạo điều kiện tôi xe đạp khi mà đi tour, thì khi mà tụi em bỏ xe đạp ở trong cái xe khách thì nhà nước mình là thông qua cái này thì nói chung cái giá thành nó tốt thì Việt Nam sẽ cạnh tranh được nhiều so với những cái thị trường xe đạp khác trên thế giới. Thì hiện nay thì em mới suy nghĩ được những cái ý nó cơ bản nhất như vậy. Xin mời anh Thắng và anh Đảng chia sẻ bổ sung. Xin phép bổ sung ý kiến, cảm ơn ý kiến của bạn Thái rất là hay, và thực sự là đó là một cái vấn đề rất là lớn, định giá thành tour rất là cao. Em thì ở một cái góc nhìn khác hơn một chút xíu, tức là thêm chúng ta phải tiếp tục đẩy mình cái phong trào đạp xe hiện tại, và như nhà nước cũng đã bắt đầu để ý đến cái mô hình đạp xe đạp ở thành phố rồi, nhóm ở thành phố, thì chúng ta có ta nhận thấy cái lợi ích rõ ràng của xe đạp, mà đặc biệt là sau dịch bệnh này, thì có nên chăng là dành cho một cái khoảng không gian nào đó trong đô thị dành cho xe đạp. Tại vì trước giờ những người đi xe đạp là họ rất khó khăn để tìm chỗ đậu xe, nhiều chỗ nhận giữ xe không nhận được xe đạp, và có nhiều người là đôi lúc họ phải tìm cả tiếng đồng hồ mới tìm có chỗ xe đạp. Và trong tình hình giao thông hiện tại ở thành phố, thì có nên chăng cho người đi bộ cái làn dành cho người đi bộ, chia sẻ chung với người đi xe đạp, thì người xe đạp họ cảm thấy họ được tôn trọng hơn. Về mặt truyền thông chẳng hạn,
thì ví dụ như là bình thường mình cứ kêu gọi mọi người tập thể dục thể thao, thì bây giờ hãy gắn hình chiếc xe đạp lên cái băng rôn đó để mọi người nếu như tập luyện thể dục thể thao nghỉ về xe đạp nữa thì như vậy cái phong trào này càng ngày phát triển. Chúng ta đang xây dựng mọi thứ theo cái mô hình kim tự tháp này. Nếu như mà cái chân đế vững, ví dụ như hãy tưởng tượng Sài Gòn có 2 triệu người đi đạp xe, thì du lịch Việt Nam, du lịch xe đạp không phải là thị trường ngách nữa, đúng không ạ? Tại vì cái đó là chúng ta đi theo xu thế của thế giới rồi. Tức là mình Việt Nam là ngách nhưng mà quốc tế nó là bình thường. Vậy thì nếu như mình phát triển được cái phong trào xe đạp, mà đặc biệt đây là cơ hội rất lớn sau dịch bệnh này, tức là nhu cầu cải thiện sức khỏe rất lớn và đảm bảo xe đạp đảm bảo 5K an toàn, thì đây là cơ hội rất lớn để phát triển. Nếu làm được như vậy thì rất là tốt. Dạ, anh Đảng có bổ sung gì thêm không? Vẫn như hai người thôi. Thực ra thì như mình làm về tour xe đạp cũng nhỏ nhỏ thôi, mà không gặp nhiều cái cản trở gì đâu. Về trừ như cái Thái nói là xe chở xe đạp thì bị đôi khi bị công an ký còi. Nhưng mà cái mà mình nói thì nó hơi vĩ mô, nó lớn quá và mình cũng là nó hơi khó. Thật ra trước mắt đó là chắc là mình phải mong muốn là marketing truyền thông nhiều lên để cho cái loại hình du lịch xe đạp này phát triển, đúng không phải anh? Và mong ước một ngày nào đấy chính phủ sẽ quan tâm đến sức khỏe người dân, quan tâm đến việc ngoài cái chuyện tour xe đạp, quan tâm đến xe đạp xe, và ví dụ như là các cái nơi có những cái tuyến đường dành cho xe đạp, nói chung là tốn kém, rất tốn kém để mà có một cái đường dành cho xe đạp, như các nước phát triển người ta mới làm thôi. Hà Lan rồi Đức rồi những cái nước Tây Âu phát triển người ta mới làm được. Còn mình thì nói đúng ra là nhưng mà hy vọng là chính phủ sẽ để ý, và khi có một cái dự án ở đấy dành cho một cái không gian để cho người xe đạp, bởi vì là ở Việt Nam mình nói được các cái sông ngòi rất là nhiều, nếu mà dọc bờ sông đấy hoặc những cái con đường mà có một cái làn đi xe đạp thì cái đấy nó sẽ khuyến khích người dân đi, khi mà người ta thấy đường xe đạp mà đẹp, an toàn, tiện lợi thì người ta automatic người ta sẽ thích đạp xe, đúng không? Vâng thưa quý vị. Và khi mà người ta thích đạp xe rồi thì khi người ta thích đạp xe rồi thì đi đâu người ta cũng có nhu cầu đạp xe, thì nó kích thích du lịch, giống như cái giống như khách của mình chủ yếu là đến từ những nước đi xe đạp Đan Mạch này, Hà Lan này, Đức này. Những cái cái khách của mình chủ yếu là đến từ những cái nước và khi người ta đi du lịch ấy, thì người ta kiểu gì cũng có một tour xe đạp dài đi theo nó kích. Nhưng đấy là cái tầm là vĩ mô, là hy vọng là nhà nước trước là để ý đã, rồi sau đấy thì lộ trình hy vọng là thế.